Mến chào cô chú và các bạn, hôm nay mình chia sẻ nói về khu vườn đi home dribble để tìm những loại bông cũ và những loại cây ăn trái, phân và thức ăn. Những loại thức ăn nào mình nên cần để cho mùa thu và mùa xuân khi cây lá vàng của mình đã ngủ yên, và cũng như là những loại bông cũ tháng nào là cái tháng sẽ cho hoa. Còn nói về những loại cây ăn trái có cho mình mua hay không, và nếu có thì mình sẽ làm như thế nào. Tất cả những gì mình chia sẻ trong cái clip ngày hôm nay đó là mình đã dùng cho khu vườn của mình. Còn nói về thức ăn, tại sao có những loại cây ăn trái nhiều người họ trồng bán cho mình có rất là nhiều trái cũng như là bông và không bị rụng, bị héo? Bởi vì có những loại thức ăn mình phải hiểu rằng mình đang cho loại thức ăn gì. Còn tại sao không có sâu bọ là phải dùng những loại thuốc để xịt? Nhưng hôm nay mình sẽ nói để cho cô chú và các bạn, nếu như thích dùng theo công thức của mình thì làm, còn nếu không thì cũng có thể mua những chai thuốc xịt. Nhưng khi mình xịt nhớ là không có xịt khi đang có trái. Còn những cái lá nào mà nó đã có quá là nhiều sâu thì mình nên ngắt bỏ những cái lá đó đi. Tuy nhiên có những cây ăn trái hiện bây giờ lá cũng đã vàng rồi thì nó sẽ rụng hết thôi. Nhưng còn có những cây mà mình biết rằng lá không rụng mà vẫn có những con rầy thì tốt nhất là mình nên xịt thuốc, hoặc là mình có thể dùng xà bông pha với nước ấm rồi mình xịt. Với công thức của mình rất là đơn giản, mình sẽ nói từ từ chậm chậm, rồi mình cũng sẽ biên trên phần mô tả để cho cô chú và các bạn xem được để rồi làm. Tuy nhiên cây nhỏ hay cây lớn mình xịt như thế nào cũng như là một tháng mình xịt một lần. Hiện bây giờ đã vào mùa thu cũng như sẽ đến mùa xuân, trước nhất là mình nên làm những gì mình cần phải làm cho đến mùa xuân thì mình không cần phải lo nữa. Hiện bây giờ ở Home Depot, thành phố Gilroy, California, mình sẽ để cái địa chỉ cho cô chú và các bạn nào muốn đến đây để mua những cây mà hiện bây giờ Home Depot đang có tổng cộng là 8 chậu. Mỗi một chậu thì khoảng đâu là 90 đồng. Như là cây peach, cây cherry, cây táo, mỗi một cây họ ghép đâu khoảng là 3-4, như là 3-in-1 hoặc là 4-in-1. Có nghĩa là dùng một cái cây mẹ, bất cứ một cái cây gì, rồi người ta ghép vào trong đó là tổng cộng là 4 cây. Như vậy khi mình mua những cây này về thì sẽ có trái vào mùa năm sau. Đặc biệt hơn nữa đó là cây cherry. Nói đến cây cherry đó thì mình phải mua 2 cây, nếu không thì chỉ cho hoa không cho trái. Nhưng đặc biệt những cây cherry cũng như cây pear, như là cây táo thì người ta đã ghép, mình cũng không cần phải lo. Nếu mình muốn cây của mình không cao lắm thì mình có thể cắt tỉa. Nhưng hiện bây giờ nếu như mình mua về, mình cũng có thể cho xuống đất bây giờ được rồi. Nhưng đến tháng 12 trời lạnh quá thì không nên. Còn có những cây mà hiện bây giờ mình để trong chậu thì mình phải nên chọn lựa những cái chậu khoảng như là 25 cho tới 35. Thì như vậy cây mới đủ sức để mà rễ nó mọc ra thêm. Còn tưới nước thì hiện bây giờ mình không nên tưới nước. Vào mùa thu cũng như là mùa xuân sẽ có sương mù, mưa. Vì vậy cho nên những cái chậu này mình nên kéo vào một cái góc nào đó để che mưa, che gió và sương khi nó rơi xuống trong những cái chậu. Mùa thu cũng như mùa xuân mình thường hay nói không cần phải tưới nước nhiều. Đặc biệt nếu như mà mình muốn trồng cây hồng giòn. Cây hồng giòn là mình không có tưới nước. Tại sao? Mình chỉ tưới vào mùa hè nhưng rất là ít. Cho nên hiện bây giờ tốt để cho mình mua những loại cây nếu mình có thể thấy được ở Home Depot và Lowe đang có bán. Còn nói về thức ăn, quan trọng nhất trong thành phần của mùa thu cũng như là mùa xuân, mình chỉ cần có 2 loại thức ăn cần cho cây, đó là vitamin B1. Hiện bây giờ Home Depot đang có bán rất là nhiều. Nếu như cô chú và các bạn vào trong Home Depot mà không có thấy thì mình cũng có thể lên online homedepot.com hoặc là amazon.com, đánh vào cái chữ là fertilize vitamin
B1 thì bất cứ hiệu nào mình mua cũng được hết. Mình cứ dùng 1 gallon nước thì cho 1 tablespoon là 1 muỗng canh vào quậy cho thật là đều. Cũng như là mình dùng một cái thùng ở Home Depot lô có bán là 5 gallon thì mình cho vào đó là 5 muỗng canh. Rồi mình có thể cho vào đây luôn, đó là bone meal. Mình quậy đều với nhau rồi mình tưới tất cả những cái cây ở trong chậu. Nếu như mà mình không có vitamin B1 thì mình cũng có thể dùng thuốc vitamin mà mình đã mua ở trong Costco để mình uống. Thí dụ mình cho 2 viên cộng với 1 lít nước, mình quậy cho thật là đều. Rồi sau đó mình xịt lên những cái lá, những gốc cây. Như vậy thì sẽ giúp được cho cây của mình. Tất cả những loại cây trồng trong chậu cũng như là trồng ở dưới đất hay những cây kiểng ở trong nhà đều cần phải cho nó vitamin B1. Mùa đông như là bắt đầu tháng 9 thì mình đã tưới hết tất cả những cây 2 tháng, 3 tháng mình làm một lần. Nhưng đến tháng 3 thì mỗi tháng mình phải làm một lần. Tại sao? Bởi vì từ tháng 3 cho đến mùa hè tháng 9 đó, thì tất cả cây này nó cần tẩm bổ nhiều hơn để cho ra bông, ra trái. Còn nói về thức ăn, Plant Food Fertilizer 10-10-10, Bone Meal và Em Sun Sort. Mỗi 2 tháng thì mình cho một lần, như là bây giờ tháng 11 mình cho luôn tới tháng 3. Đến tháng 4 là mỗi tháng mình cho một lần, đến luôn tháng 9. Mình sẽ biên hết tất cả ở với phần mô tả. Nếu như cô chú và các bạn nào muốn xem thử cách của mình dùng những loại thức ăn cũng như là phân bón như thế nào thì đó là cách của mình, cũng như là những cách để trừ đi những con rầy ở trên những lá cây cũng như là những con mà đã cắn nát lá cây của mình vào mùa hè. Hiện bây giờ nếu như cô chú và các bạn thấy được ở sau khu vườn nhà của mình có nhiều cước chuột, như vậy là mình phải nên làm gì? Thứ nhất là mình hãy nên quét dọn sạch sẽ khu vườn của mình và coi những cái hàng rào nhà của mình có chỗ nào hở thì nên lấy những cái gì đó chặn ngang. Và sau đó mình sẽ dùng là baking soda để rải hết nguyên một cái khu vườn sát hàng rào của mình. Như vậy thì sẽ tránh được những con chuột vào vườn của mình. Còn có những cây cổ thụ, những cây cao lớn thì nên cắt tỉa bớt đi. Bởi vì những con chuột sẽ leo lên những cái hàng rào, leo lên cây rồi qua nhà của mình. Đó là lý do tại sao mà mùa thu cũng như là mùa xuân, bởi vì những tháng này chuột hay những tất cả những con mà nó cần kiếm một cái chỗ nào đó để nó sanh đẻ. Cho nên đây là một cái điều mà mình nên cẩn thận để ý. Còn những cái thùng mà mình không cần trồng những loại cây ở trong đó nữa nên rửa sạch và úp ngược lại. Như vậy là khu vườn của mình sẽ sạch sẽ. Đến mùa mưa thì nước mưa sẽ không vào những cái thùng khi mình để cho nó nằm ở trên, nước sẽ vào rồi sẽ có muỗi. Như vậy là những ngày tháng sắp tới, cô chú và các bạn hãy cố gắng dọn dẹp khu vườn của nhà mình. Những loại cây như là cây tắc, cây quýt, cây cam, cây bưởi, nếu như mình thích trồng thì hiện bây giờ cũng có thể mình mua về được rồi. Nhưng điều tốt nhất là không nên thay chậu, bởi vì tất cả những loại cây bây giờ đang ra bông rồi sẽ có trái đến mùa Tết như là tháng 2 thì mình sẽ có trái, nhưng loại trái này qua năm sau thì mình có thể ăn được rồi. Đến mùa thì mình cắt tỉa sau 1-2 năm nữa cây lớn thì sẽ tốt, lúc bây giờ mình có thể cho xuống đất hay ở trong chậu. Còn phân thì mình thường dùng phân bò, 70% phân bò, 20% cát gọi là all purpose sand và 10% perlite gọi là trân châu. Mình trộn hết tất cả cho thật là đều. Nếu như mình trồng ở trong chậu thì cho nước vào một chút để nó ẩm ẩm rồi hãy trồng. Bây giờ mình sẽ nói về những loại thức ăn nào là cho khu vườn của mình. Nếu như cô chú các bạn thấy rằng tại sao khu vườn của mình trồng những loại cây lá không được tươi tốt, rồi có những cái bông rồi rụng đi, trái thì không có lớn và sẽ khô và héo rụng. Đó là mình phải cần một loại thức ăn, đó là vitamin B1. Mình thường hay dùng vitamin B1 cho nên những cây ăn trái của sau vườn của mình rất là khỏe mạnh. Và có thêm một loại
nước, đó là 10-10 năm. Mình thường dùng là 10-10-10 loại hạt. Mình cho vào một cái thùng nước, mình quậy đều với bone meal cũng như là phân cá và những loại thức ăn khác mình cho vào. Nhưng nếu như mình dùng 10-10-10 năm cũng được, không có sao hết, nhưng đừng dùng con số cao quá. Đây là cái thùng Western State Vitamin B1. Mình có thể chụp cái hình ở trên màn ảnh vào homedepotonline.com hoặc là Amazon. Nói đến Amazon á, thì có lẽ mình sẽ mua mắc hơn. Còn homedepot.com mình có thể mua gửi về nhà hoặc là đến Home Depot để lấy, không có bị tính tiền shipping. Còn nếu như mình vào trong tiệm mà không thấy có, cũng có thể hỏi, người ta sẽ lấy xuống đưa cho mình. Bone meal mình có hai cách để dùng. Thứ nhất là mình có thể rải ở dưới gốc cây hay ở trong chậu. Hai thì mình có thể cho vào cái thùng nước để quậy. Mình sẽ biên hết tất cả để ở với phần mô tả cũng như là description để cho cô chú các bạn nào xem thử coi cách của mình làm có được hay không. Nếu được thì mình làm theo, không thì cũng làm theo cách của cô chú và các bạn bấy lâu nay. Những loại thức ăn mà mình cho những loại cây ăn trái, rau củ quả rất là quan trọng, cũng như có rất là nhiều nơi người ta đã trồng những loại cây trái rất là nhiều và bông cũng rất là nhiều. Nhưng khi mình mua về rồi đó thì sau đó cây của mình bông rụng hết và trái cũng rụng hết, lá thì bị héo. Tại sao? Bởi vì những thức ăn với cân số càng cao mình dùng thì như vậy cây quá là mạnh, nhưng khi đã mạnh rồi thì nó sẽ yếu đi. Cho nên khi mình cho những loại thức ăn thì mình phải biết con số nào mới là đúng cho cái khu vườn của mình. Những loại thức ăn với con số 16, 16, 16. Thỉnh thoảng thì mình có thể thấy ở trong Home Depot và Lowe, nhưng con số càng cao hơn thì mình sẽ không có thấy. Để tìm những con số này thì mình phải vào Amazon.com hoặc là mình tới những cái vườn cây ăn trái của người Việt Nam thì người ta bán rất là nhiều. Cũng như là con số 10, 30, 20. Con số đầu có quan trọng hay không? Cũng không có quan trọng lắm, nhưng con số chính giữa và con số cuối rất là quan trọng, đó là bông và trái. Cho nên khi mình ăn những loại trái cây mà mình đã mua ở ngoài chợ thì mình đã sợ rồi. Hiếm hồi chi mình trồng những loại cây mà mình phải mua những con số lớn để rồi mình có những cái trái to, trái lớn, cây nhiều trái để mình thích, mình coi. Nhưng khi mình ăn thì sẽ như thế nào? Tất cả những gì mình chia sẻ đó là những gì mình biết và thấy được. Còn mình có mua hay không thì cũng tùy cô chú và các bạn. Bây giờ mình sẽ nói qua một cái thành phần, đó là bông củ. Hiện bây giờ Home Depot, Lowe và những nơi nursery cũng còn bán rất là nhiều để cho mình chọn lựa loại bông củ nào mà mình thích trồng. Bắt đầu là tháng 8 thì người ta đã bán, cho đến bây giờ vẫn còn, nhưng đến tháng 12 có thể là mình sẽ không còn thấy nữa, bởi vì tất cả những loại củ này phải được trồng xuống trước tháng 12, để rồi tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, nhiều lúc qua đến tháng 6 thì mình vẫn còn có hoa. Những loại bông củ này rất là dễ trồng. Với công thức chia sẻ thì mình cũng đã làm 1-2 cái clip rồi. Và bây giờ mình sẽ nói lại cách trồng như thế nào. Thứ nhất, khi mình chọn lựa tất cả những loại bông củ này, mình lặt ngược ở ngoài sao, người ta cũng có chỉ cho cách mình trồng, cũng như là những loại bông này trong nước Mỹ. Bản đồ thì cũng dễ nhìn lắm, ở trên cho đến ở dưới, và cái màu sẽ cho mình biết được từ tháng 9 cho đến tháng 11, tháng 10 cho đến tháng 12. Tuy nhiên mình ở miền Nam Cali hay ở miền Bắc hay ở những cái nơi nào lạnh cũng vậy. Bởi vì tất cả những loại củ này khi mình cho xuống lòng đất rồi, thời gian nó ngủ rồi từ từ nó sẽ mọc lên. Tất cả những loại bông mình trồng, năm nào mình cũng sẽ được cho lên trở lại. Chỉ có một loại bông, đó là bông tulip. Có lúc thì mình sẽ thấy có bông qua năm thứ 2, năm thứ 3, nhưng
mình trồng 10 củ có thể chỉ còn có 5 củ. Còn có lúc thì mình cũng không thấy còn củ nào hết, đó là bông tulip. Còn những loại bông khác theo mình thấy thì mỗi năm đều cho ra nhiều hơn. Thí dụ như là bông fuchsia hay là bông lily, những loại bông như là tiên nữ. Hiện bây giờ ở sau khu vườn nhà của mình có rất là nhiều loại bông cũng đang sửa sạn, sắp sửa lên. Nhưng mình thấy là như vậy, nhưng không có nghĩa là ngày mai sẽ có bông. Đến tháng 1, tháng 2 thì mình mới thấy được. Nhưng chỉ có một loại bông mà mình muốn nói ở đây, đó là calla lily màu trắng. Hiện bây giờ thì mình cũng không có thấy Home Depot và Lowe có bán, và mình cũng đã gửi tặng cho cô chú và các bạn. Bông lily thì phải nói rất là dễ trồng, không có khó. Vì vậy cho nên khi mình đi ra những cái nơi mà thấy người ta đã bán cũ rồi, mình mua về cho xuống đất. Như vậy là mình không cần phải lo bón phân, tưới nước. Tất cả những loại bông cũ này thì phải nói rất là dễ trồng, không cần phải tưới nước nhiều, lâu lâu mình tưới. Còn đến mùa đông, thí dụ mình thấy có sương mù hay là có mưa, mình đừng có tưới nước nữa. Như vậy hết mùa mưa thì tất cả những loại bông cũ này sẽ lên rất là nhanh. Đặc biệt là một loại bông, đó là fuchsia. Cũng như bây giờ cô chú và các bạn thấy được cái bản đồ trong nước Mỹ, ở trên, ở giữa và ở dưới. Thí dụ như màu trắng là từ tháng 9 cho đến tháng 11. Rồi kế tiếp đó là từ tháng 10 cho tới tháng 11. Rồi cũng là tháng 10 cho đến tháng 12. Đối với mình, khi thấy cũ là mình mua về cho xuống đất. Thì sau tháng 12 chờ đến tháng 5 là tất cả những loại cũ mình trồng xuống sẽ cho bông. Bông rất là đẹp. Đặc biệt đó là bông tiên nữ là cái bông đầu tiên. Rồi từ từ sẽ đến tulip và tất cả những loại bông cũ khác. Hiện bây giờ ở sau khu vườn của mình, cô chú và các bạn sẽ thấy được tại sao mình có bông. Bởi vì tất cả những loại bông đó, 80% khu vườn của mình là bông. Còn có những loại cây gọi là evergreen thì lúc nào cũng xanh tươi ở sau khu vườn. Nếu như cô chú các bạn nào đã trồng những loại bông bằng cũ ở trong chậu cũng như ở dưới đất thì cứ yên tâm, từ từ nó sẽ lên. Cũng như mình đã nói từ đầu là tháng 1 mới là cái tháng bắt đầu mình sẽ thấy nó lú lên rất là nhiều. Nhớ tulip là mỗi năm có thể mình phải trồng trở lại, nhưng nếu mình đã trồng có lên thì cũng sẽ lên ít mà thôi. Một loại hoa đó là hoa lan huệ. Hiện bây giờ mình cũng đang chờ đợi xem thử coi khi nào Home Depot, Lowe và Costco bán thì mình sẽ thông báo. Còn nếu như bây giờ cô chú và các bạn thích trồng hoa lan huệ thì đây là một cái website, cũng có thể vào đó xem loại bông nào mình thích, cái màu, tên BOECKS.com. Có rất là nhiều hoa lan huệ để cho mình chọn lựa. Một khu vườn, một vườn hoa, trồng cây ăn trái hay rau củ quả, tất cả đều là những gì mình chia sẻ, đó là sau khu vườn của mình. Đến một mùa hoa quỳnh cũng như hoa lan huệ hay những loại cây ăn trái ở sau khu vườn nhà của mình, tất cả mình đều muốn chia sẻ. Tất cả những gì mình chia sẻ thật lòng, bón phân, thức ăn, tẩm bổ, đó là những gì mình đã làm. Hy vọng rằng clip của ngày hôm nay là một ngày mình chia sẻ cho mùa thu cũng như là mùa xuân. Cảm ơn cô chú rất nhiều đã dùng thời gian xem clip của mình. Mến chúc cô chú và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Nếu như cô chú và các bạn nào vô tình xem được các clip của mình, xin cho một cái subscribe, like và share vài hàng comment để mỗi buổi sáng thức dậy đọc rồi hồi âm. Cảm ơn rất nhiều. Xin hẹn lại video kỳ sau.